ghi dấu nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên. Thì báo cáo các anh là đối với cái kia này thì ở Chợ Lách vào cuối năm 30, vào năm 31. Thì lúc đó ở Chợ Lách là nó được thuộc Vĩnh Long. Chợ Lách thì có thời điểm thuộc Bến Tre, có thời điểm thuộc Vĩnh Long. Nhưng mà cái thời điểm năm 30, 31 là thời điểm Chợ Lách thuộc Vĩnh Long. Thì đồng chí Đặng Văn Quang, tức là thầy giáo quan, thay mặt cho tỉnh ủy Vĩnh Long rồi về đứng chân ở phố quận, rồi tập hợp lực lượng tuyên truyền giáo dục, để xây dựng lực lượng nòng cốt và tổ chức thành lập chi bộ đầu tiên của huyện Chợ Lách, là tại thời điểm sáng các anh đến cái nơi mà để thành lập chi bộ đầu tiên là ở đó, thì gồm có 6 đảng viên và đồng chí Đặng Văn Quang làm bí thư. Cái cuộc họp được tổ chức tại nhà ông Trần Xuân Danh, tức ông chủ danh. Ông Trần Xuân Danh này á là cha của đồng chí Trần Văn Kiếp. Trần Văn Kiếp thì trong lịch sử đảng bộ của Chợ Lách có anh cũng biết, Trần Văn Kiếp là một đảng viên của đảng, tốt nghiệp đại học ở Pháp, thì tham gia cách mạng và được bầu vào ủy viên ban chấp hành đảng cộng sản Đông Dương khóa 1. Thì ông này chỉ có cái điều là mất sớm, tức là một cái nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng.